À, tất cả đại chúng cũng đã nghe rồi, là trực chỉ dân tâm. Con đường tu học của đạo Phật quan trọng nhất là trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật. Giáo lý của Phật dạy thì rất nhiều, nhưng mà cái người á mà muốn thành Phật thì phải có trực chỉ chân tâm, rồi từ chỗ đó mới đi sâu vào, đi sâu vào những cái lý pháp sâu xa hơn nữa thì mới thành Phật được, chứ không phải mà đơn giản đâu. Đó, nó không phải đơn giản. Những cái phương pháp mà thí dụ như dạy là niệm Phật Di Đà, niệm chú, niệm Quan Âm, niệm Địa Tạng, vân vân và vân vân, thì đó là những cái phương thức để cho ổn định tinh thần của mình, mình có một cái niềm tin và đồng thời được hộ pháp chư thiên Kim Cang Bát Bộ và Lam Thánh chúng ta ủng hộ mình trên con đường tu học. Được có người ủng hộ trên đường tu học, không khác nào nhờ một cái sinh viên mà đi về Trường An mà thi vậy đó, cũng như mình ở tỉnh mà đi về thành phố mà thi vậy đó. Mình đi đường có người bảo hộ. Đó. Cái niệm Phật Di Đà, niệm Phật Quan Âm, niệm Phật Bồ Tát Địa Tạng, hoặc giả là mình niệm chú Án Mini Bát Di Hồng, niệm chú Chuẩn Đời, niệm chú Dược Sư, niệm chú Lăng Nghiêm, đó không khác nào như mình trên cái đường đi mình về Trung ương mà mình thi, là mình niệm đó để có người bảo hộ mình. Còn đậu hay không là mình phải thi, chứ không hay mấy người đi giúp cho mình đậu đâu. Mấy người không giúp cho mình đậu mà mấy người chỉ giúp bảo vệ mình thôi, chứ còn không giúp cho mình đậu được. Mà đậu là mình phải làm bài thi. Mà cái bài thi á, để đậu mà theo như giáo pháp nhà Phật mà được về cái xứ Phật ở á, là phải trực chỉ chân tâm. Cái đề tài nó là như vậy đó. Cái đề tài là trực chỉ chân tâm, mình phải làm bài. Mà nói làm bài á, thì cái này á, cho ra cái bài thi này là cái bài thi gì quý vị? Cái bài thi gọi là vô ngôn thiết bất lập văn tự. Tức là không có lời nói mà không có văn nghĩa, văn tự chữ nghĩa gì hết trơn á. Hai năm nay tôi mới nói thẳng như là bạch tự chân kinh, thi bạch tự chân kinh. Nó không sắc không pháp. Cho nên cái vấn đề mà coi rằng trực chỉ chân tâm là không sắc không pháp. Mình tự nhận ra mình là trực chỉ. Đó, trực chỉ. Mình phải trực diện hiểu cái chân tâm của mình, nó không qua cái thời gian và không gian. Nó không qua thời gian và không gian. Đó gọi là trực chỉ chân tâm. Đó. Bây giờ họ học trên cái văn từ chữ nghĩa, họ nói trực chỉ chân tâm, họ triết lý đủ thứ hết trơn, có thể rất hay, rất siêu và rất khó hiểu. Nhưng ở đây sư không nói về vấn đề bằng triết lý. Vì đạo Phật như hồi sáng tôi nói là đạo Phật không phải là một môn triết học. Triết học thế gian họ thấy có mổ xẻ từ những cái hạt cát, họ mổ ra trăm ngàn cái hạt, cái linh tinh nhỏ. Đó. Nhưng mà đó cũng về vật thể, đó không phải là phi vật thể. Còn đạo Phật là nói về vấn đề phi vật thể, nó không có hình tướng gì hết. Nó không có hình tướng gì hết chứ. Cho nên nay lâu rồi, có thể khoảng 20 năm về trước, tôi có nghe một số chư vị người ta cũng tu học, cũng học về pháp thiền, thì nghe họ nói là có một vị nọ đó dạy tu là coi như là tri vọng để lìa vọng để mà đi vào cái đại định. Thì ngược lại tôi nghe nói như vậy thì tôi mới nói là tôi không dạy tri vọng để lìa vọng,
mà tôi dạy tri chân để quần chân. Đó. Bởi vì sao mà tôi nói như vậy? Là bởi vì nếu mà chúng ta biết cái tâm hồn của chúng ta là vọng, vọng tưởng đảo điên, biết cái vọng tưởng đảo điên để mà lìa cái vọng tưởng đảo điên, như vậy thì biết cái vọng tưởng đảo điên, lìa cái vọng tưởng đảo điên để ở đâu? Tức là trở về không không sao? Không có gì hết trơn hay sao? Mà nếu mà không có cái gì hết thì thôi mình tu làm chi? Thấy không? Không có gì hết. Mà nếu có thể từ cái chỗ mà tri vọng để lìa vọng để trở về cái không không, à, thì coi chừng, coi chừng nó đồng nghĩa với ngoan không của ngoại đạo. Coi chừng nó đồng nghĩa với ngoan không có bài đạo, à, coi chừng lạc vào cái chỗ này. Nhưng mà phải nói thẳng là dễ lạc cái ngoan không của ngoại đạo lắm. À, cho nên từ đó, đó thì tôi mới nói rằng cái giáo lý mà cái hướng mà tôi nhắc nhở bà con ở đây á, là tôi nói rằng nghe mày phải tri chân để quần chân, có nghĩa là mình phải biết cái chân tâm của mình ở đâu, mình về mình sống với nó. À, để mình về mình sống với nó, và mình về về sống với nó được rồi thì tự biết vọng thôi, khỏi cần tri vọng, tự biết. Đó. Thí dụ tôi nói quý vị nghe, bây giờ như trước mắt đi, quý vị ngồi trong một cái giảng đường như thế này á, thì trước mặt quý vị là thấy tổ ngồi, hình ảnh rồi huynh đệ rồi quý chư tăng ngồi, ở trên thì có quạt, có cột vân vân. Đó là cái gì? Cái đó là cái có, phải không? Cái có mắt này mình thấy được mà. Đó, mình thấy được. Đó là cái có. Ngoài cái có này nó còn có cái gì nữa? Nó không. Nó là không. Nhưng mà không ở đâu? Không trước mặt mình đây. Những cái có đó nó sẽ án mình trong những cái khoảng không gian nào đó. Đó. Nhưng mà ngoài ra là cái không rất là hiện hữu trước mặt mình. Cái không rất là hiện hữu trước mắt mình. Tức là mình đang ngồi trong khoảng không đây. Mình đang ngồi trong khoảng không đây. Giả sử như mình ngồi trong cái khoảng không này nó vững, hay là mình ngồi trên cái có nó vững. Thí dụ như ngồi một trên một cái tòa sen, mình ngồi trên một cái ghế tọa thuyền. Đó. Thí dụ như sư đang ngồi trên cái ghế này với cái bàn này, nó có vững, nó có bền hay không? Đây sư tạm mượn ngồi trong giây lát thôi. Còn cái không ở đâu, quý vị đi tới đâu vẫn có cái không quý vị ngồi. Đó, mình suy nghĩ thử cái này đi. Bất cứ mình đi ở đâu, làm cái gì, vẫn có cái chỗ không để mình ngồi. Và chắc chắn rằng á, cái chỗ mình ngồi đó vẫn có cái không tồn tại. Cái không mình tồn tại ở đây nó đồng với cái không ngồi tồn tại ở bên Tân Nguyên và cả Bình Dương và cả nước Việt Nam, cả thế giới luôn. Còn nếu mình ngồi cái ghế ở đây, qua Tân Nguyên, cái ghế này có bệnh không? Đâu có. Mà ngồi cái ghế bên Tân Nguyên, nó đâu có ở Bình Dương. Ngồi trên xe của Bình Dương, nó đâu có ngoài Hà Nội. Ngồi trên xe Hà Nội, nó đâu có ở bên Canada. Thấy không? Cái có, nó có biến đổi vô cùng và nó thay đổi, nó không bền vững như mình. Mà cái không nó mới bền vững như mình. Cái không nó bình vững như mình. Ở đây mình hít thở bằng chất oxy trong không, qua Tân Nguyên cũng hít thở cái chất oxy trong cái khoảng không đó đến như mình. Về Bình Dương cũng vậy, về Hà Nội cũng vậy, và ra nước ngoài cũng vậy. Cho nên trong không mà có, mình ở trong cái khoảng không này, nó có đầy đủ những sức sống
để cho mình sống. Còn cái có nó không có, nó không có liên tục mà nó tiếp cận với mình được đâu. Mà mình muốn nó tiếp cận mãi mãi sẽ không bao giờ có, không bao giờ có, bị nó hữu hình tức là hữu hoại. Còn cái không vô hình này nó không có hoại, thấy không? Cái không vô hình này nó không có hoại đó. Cho nên ở đây sư muốn nói á, tri chơn để quần chơn là mình phải biết là mình ở trong cái khoảng không bền vững, thì ở đâu cũng có cái không để mình ở, mình sống hết trơn. Còn nếu mình ở trong cái có ngày nay nó, ngày nay có nhưng ngày mai nó tan hoại, rồi ở cái có chỗ khác nó cũng tan hoại, cái có chỗ khác nó cũng tan hoại. Bởi vì cái gì á, hữu hình là hữu hoại, có sắc là nó phải biến gì. Còn cái mà vô hình á, vô sắc á, thì nó tồn tại mãi mãi đó. Cho nên cái không này tuy mình thấy nó là không nhưng nó vẫn có, nó không mà nó vẫn có, bởi vì á nó là nguyên thể của cái có. Cái không này nó là nguyên thể của cái có đó. Nói xin lỗi, những cái có này á mình dựng lên được á là cũng nhờ cái không này nè, mình dựng lên được. Cái không này nó giữ cái cân bằng cho tất cả những cái gì hiện diện trong nó, và cái có đó sẽ tiêu, cái không không bao giờ hoại. Cái tánh không của nó, nên á chư tổ sư chư Phật gọi là chân không diệu hữu. Cái không mà thật không á, nó lại là quyền diệu hằng hữu cái có, hằng hữu cái có. Mà chúng ta có sống ở đây được là nhờ cái không, sống trong cái không mà chúng ta sống được. Chứ chúng ta sống cái có là ta phải bền vững được. Và hơn thế nữa, khi mà quý vị á, mà đi giữ đám ma đó, bất cứ một chỗ nào, thì mấy thầy tụng kinh, mấy thầy thường nói ông A bà B vậy đó, trở về thế giới vĩnh hằng. Thế giới vĩnh hằng là thế giới gì? Là thế giới không nhưng mà vẫn có, thấy không? Còn cái thế giới này á là cái thế giới có mà không, mà không là cái thế giới này, thế giới sanh diệt đó. Cho nên con người mình tu á là mình phải hiểu được cái chân tâm của mình trước. Hồi nãy giờ tôi nói về cái không và cái có bên ngoài á, mà bây giờ tôi muốn nói thẳng ra về cái chân tâm con người mình á, nó vốn là thanh tịnh tự tại, nó không mà có, chứ không phải là không không à, mà cái không mà có. Ở đây tôi muốn nói quý vị, trước kia này lâu lắm rồi, có thể là trên 30 năm, có một vị nọ, họ cũng là một cái giới mà nôm na gọi là trí thức đặc biệt á, thì tôi muốn nói gì vậy đó, trí thức đặc biệt. Quý vị làm cái thác Trị An, một chiếc xà lan, thì họ chạy lên đem những cái sắt thép đồ này kia nọ đi lên trên thác Trị An để mà làm cái thác lên đó. Người đậu ghe ở ngoài bì sông này nè, một ông thuyền trưởng và sáu vị lên đây kìa, giếng chùa. Bây giờ nước nó đổ lắm rồi, mấy vị lên đây đụng cái giọt nước nè, cái rồi mấy vị vượt lên, nó vượt lên liền, nó không được. Tới đây một cái giọt nước nó đạp rồi á, thì cái xà lan này nó phải bung qua bên kia chợ nó mới lên được, bị xong bên kia. Cho nên đây nước giọt nước đạp quá thì mấy ông lên không được, thì mấy ông tấp vô ngay trước tỉnh xá đi, mấy ông nghỉ lên đây gặp tôi. Thì cái ông tôi thì tôi không quan tâm chức vụ, cho nên ông thiền trưởng này không biết chức vụ gì, thấy có đeo lon đồ mình không biết nữa, mình không để ý.
dư 6 chú nữa. Lên đây chơi. Lên chơi rồi tôi cũng mời vô, vô phòng khách uống nước, thì đàm thoại với nhau. Thì cái chú đó chú mới nói với tôi là: thưa thầy, con hồi xưa con là sinh viên đại học Vạn Hạnh mà con hoạt động cách mạng. À, sinh viên đại học thì trong trường học con có học nghiên cứu về giáo lý Phật giáo, nói về cái lý Bát Nhã Tâm Kinh rất là hay, nhưng mà con cũng không hiểu nó như thế nào ở trên. Quá à, con không biết cái nào hơn cái nào, cũng như không biết cái nào có trước, không biết cái nào có sau, thấy không? Thì chú ấy nói đúng ấy chứ. Mà phải nói rằng chú nói như vậy mà lẽ bà con chúng ta hiện giờ chúng ta cũng hoài nghi Phật Pháp. Hoài nghi Phật Pháp. Bởi vì những cái gì mà chúng ta thấy trước mắt được thì nó quá cụ thể rõ ràng rồi. Mình nói theo kiểu bao công mà sự án là nhân chứng vật chứng có đầy đủ. Còn nếu nói về Bát Nhã Tâm Kinh á, thì không sắc thì tức, không tức thì sắc, sắc tức thì không. Đó. Là sao? Có mà không, không mà có, vậy là cái gì? Ha? Cho nên con thấy cảm thấy nó mơ hồ quá. Thôi thầy cũng vui lòng thầy thì giúp cho con hiểu chỗ này. Đó. Thì xin thưa quý vị, tôi chú hỏi như vậy thì tôi mới trả lời. Đúng ra thì tôi không nói là cái nào có trước, cái nào sau, mà cái nào siêu, cái nào không siêu hết trơn á. Mà tôi thí dụ chứng minh cho chú hiểu thôi. Chứng minh cho chú tự hiểu lấy. Thì chú ấy mới nói tôi là: như vậy thì thôi xin thầy chứng minh. Thì nói được. Bây giờ chú ngồi lại bình thường đi. Chú vắng lẳng lặng, chú đừng nghĩ gì hết. À, chú ngồi lẳng lặng bình thường, đừng nghĩ gì hết. À, chú làm đi, chú tự làm, chú tự biết. Chứ tôi chỉ cô không được nữa. Cái ông ngồi lại làm thinh. À, ông làm thinh. À, được rồi. Bây giờ á, mặc dầu chú làm thinh nhưng mà chú vẫn có cái trí phán đoán. Đúng không? Trong cái làm thinh lắng động về tâm tư của chú, nhưng mà chú vẫn còn có cái trí phán đoán, biết được cái nào đúng cái nào sai, có trí phân biệt chứ, có không? Nó có. À, được vậy tốt. Chú ngồi lặng lặng lại, chú không khởi lên một tư tưởng gì hết, chú không nghĩ gì hết, chú ngó ra lại trong cái tâm hồn của chú nó có cái gì không? Nó có cái gì là tư tưởng, nó có cái gì là trắng đen phải quấy hư nên không? Chú đừng thèm nghĩ tới cái đó, nhưng mà chú phải dùng cái trí để chịu phản, cái bằng phản quang thôi, phản quang quang tự tánh thôi, thì chú sẽ thấy được chú có hay là không. Như vậy là tôi để cho chú làm. Tôi mới hỏi, sau đó tôi mới hỏi chú, trong giờ phút chú yên lặng, chú vẫn có trí phản quan, chú thấy trong tâm chú có gì? Chú nói không có gì đâu. Mà theo như thầy nói vậy là con ngó lại con thấy tâm con không có gì hết. À, vậy tốt. Không có gì hết phải không? À, tôi gặn lại, chú nói không có gì hết. Rồi. Từ trong tâm chú phẳng lặng mà chú vẫn có cái trí biết là không có cái gì hết. Bây giờ chú khởi lên, nghĩ lên một cái tư tưởng đi. Chú khởi lên một cái tư tưởng. Con số 1. Chú cứ khởi nghĩ lên đi. À, thì bây giờ tôi hỏi chú có chưa? Nó dạ có rồi. Trong tư tưởng tôi khởi nghĩ lên con số 1. Rồi. Vậy là có rồi phải không? À, rồi được rồi. Tôi đưa một miếng giấy cái viết. Chú viết dùm con số 1 trên miếng giấy này cho tôi. Thì chú cũng làm y vậy. Lấy miếng giấy viết số 1 lên. Rồi chú viết xong. Đó. Bây giờ tôi xin hỏi chú nè.
cái số 1 nó trở thành thành hiện thực là biện chứng pháp di vật đó chú. Trước khi á mà con số 1 này nó, chú viết nó ra trên cái tờ giấy trắng, trước đó nó có gì? Nó có trong tư tưởng của chú rồi. Nó có trong tư tưởng rồi. Mà trước khi mà chú khởi lên cái tư tưởng là con số 1 á, thì tâm chú đó lúc đó có gì? Không có gì hết. Đúng không? Đấy, đúng. Như vậy thì con số 1 này sanh ra trước hay là sau cái tâm của chú? Sao? Như vậy tức là chú phải hiểu trong cái tâm chú đầu tiên chú để vắng lặng, bình tĩnh, không khởi niệm gì hết là không. Mà nếu không này hoàn toàn là không có gì hết thì làm sao sau đó nó lại sanh ra được cái tư tưởng là có số 1? Không có tư tưởng sanh ra số 1 thì làm sao chú cầm cái cây viết mà chú viết ra con số 1 bên cái tên cái tờ giấy là có số 1. Thấy không? Như vậy là chú hiểu cái nào trước cái nào sau rồi. Thấy không? Cái nào là gốc cái nào ngọn rồi. Đó thì sáu cái chú tùy tùng đi theo đó, nó vỗ tay rầm bèn. Thầy nói đúng, đúng, đúng. Hay, hay quá. Đó. Như vậy là cái Bát Nhã Tâm Kinh của nhà Phật nói không mà có. Có mà không là cái chỗ này nè. Ở chỗ này nè. Chú chấp trụ trong số 1 đã hình thành qua cái viết mà viết số 1. Thì trước đó nó đã có. Đã có cái tâm không rồi. Đã có tâm không. Đó. Cho nên nói về tâm á, là Lý Bát Nhã Tâm Kinh là Phật nói. Phật truy nguyên ra cái nguồn gốc của biện chứng pháp di vật luôn. Đó. Mà cái gốc của tất cả biện chứng pháp di vật từ không mà sanh ra có, mà trước khi nó có là nó đã hình thành trong cái tư tưởng của mỗi con người rồi, của chúng sinh rồi. Đó. Nghĩa là biện chứng pháp di vật này nó vẫn có sau tư tưởng luôn. Thấy chưa? Rồi, cái thứ nhất. Cái lần thứ hai này tôi nói chú nghe nè. Nếu chú là một người á, làm viết văn á, thí dụ ngày tháng năm này kia nọ vân vân, chú muốn đánh dấu một cái số đó mà không ai xen kẽ được, thí dụ số 1000, thì chú viết số 0 ở đầu rồi số 1000, thì sau này không ai điền vô cái số nào ở phía trước được nữa hết trơn á. Và khi số 1 đã có mà chú muốn nó thành số ngàn, số vạn, số ức, chú phải điền thêm những con số 0. Phải điền thêm những số 0 nó mới thành ngàn vạn ức được chứ. Số 1 thành ngàn vạn ức là phải điền thêm số 0. Mà muốn cắt đoạn cái số 1 này không cho ai điền phía trước thì chú phải đánh số 0 vô. Như vậy thì trước cũng là 0 mà sau cũng là 0, ở giữa mới có. Giữa có. Đúng rồi, chú suy nghĩ đúng không? Thôi tự chú suy nghĩ á. Mấy chú nhân viên hay hay thầy nói đây. Đúng vậy. Đó. Rồi tôi thí dụ thêm cho chú ấy một điều nữa. Bây giờ chú thấy á, điện á ha, điện lưới mà nó cho vô bên rồi á, cái cầu dao mình cắt. Mình cắt cầu dao nguồn rồi. Trong này chú thấy dây đồng, hai dây, một dây nóng, dây lạnh. Chú rờ vô không sao rồi. Chú giờ vô không sao đâu á. À, nó không giật, không có gì hết trơn á. Nhưng mà sau đó chú mở cầu dao, khi mà điện nó vô rồi đó, thì chú bật bóng đèn cháy liền. Chú bật quạt quạt liền. Nhưng mà khi mà chú bật cầu dao rồi á, điện nó chạy trên hai sợi dây nóng và lạnh này chú có thấy không? Chú đâu có thấy.
Nhưng mà chú đụng vô là chú biết liền. Đụng vô biết liền à. Đụng vô là bị giật. Cho nên nó nói về mặt tâm linh á, về mặt tâm linh không mà có là cái chỗ này nè, có mà không. Đó thì tôi cắt nghĩa cho chú nghe vậy. Thì cuối cùng thì chú chấp nhận. Xin thưa đại chúng và quý Phật tử, cái đạo Phật của mình á, cũng như buổi sớm tôi đã nói và hiện vừa qua tôi cũng đã nói, mình muốn hiểu được đạo Phật, con người mình phải thực hành đi sâu vào nội tâm. Chứ không đi sâu vào nội tâm không biết. Còn mình học văn chương chữ nghĩa từ bên ngoài mà đến với mình á, thì xin lỗi, học để mà nói thôi, chứ không biết gì trơn. Không biết gì, không biết gì tâm linh hết trơn. Như hồi nãy tôi trong cốc, có cô nọ ở Củ Chi của điện tôi. Cô nói con 26 tuổi mà con cũng đi chùa, con lạy Phật, con biết tin tưởng trời Phật. Mà mẹ con ở nhà với chị con á, con về con khuyên ăn chay niệm Phật không chịu mà chửi con. Nói mày là đồ điên, mày điên rồi. Đó. Mày ăn chay niệm Phật mày được cái gì? Mà thiệt, sao con ăn chay niệm Phật mà con làm ăn nó thất bại hoài à? Còn mẹ con chuyên đánh bài, chị con cũng đi đánh đề, mà sao tiền nó vô hoài không biết nữa. Nên hỏi rồi vậy đó. Thì tôi mới nói đúng rồi, con ăn chay niệm Phật, con làm ăn không được á, là con bị nghiệp, nghiệp nợ nó đòi con á. Cho nên con mới bị khó khăn hoài, không có tiền, khổ. Còn mẹ con với chị con á, không có tin tưởng trời Phật, mà một người đánh bài với một người đánh đời mà lại có tiền, đó là ma quỷ. Ma quỷ nó dụ mẹ con với chị con á, chạy theo đồng tiền, để sau này chết nó dẫn theo nó luôn. Là con ma, con ma đời á, lấy con ma ma cờ bạc á, nó dẫn dụ để sau này chết nó dẫn theo nó đó. Nhưng mà nói này mình nghe, quý vị mình nghe thấy nó hơi lạ phải không? Làm gì mà đánh bài cũng có ma, mà làm gì đánh đời cũng có ma. Xin thưa quý vị, mình sống trần gian này, mình theo Phật thì có Phật theo độ mình, mình theo ma thì có ma theo độ mình. Mình theo nhậu thì có mấy con ma nhậu nó theo mình. Nói tóm lại đều có ma hết. Ở trần gian này quý vị thấy có ai mà không cờ bạc không? Có ai mà không đánh đời không? Có. Mà cũng có người niệm Phật, cũng có người tu, rồi cũng có người ăn chay, rồi cũng có người ăn mặn, rồi có người ăn cốp, ăn trộm nữa. Đúng không? Trong xã hội mà nhiều dạng người lắm. Mình theo cái cánh nào thì được con ma cánh đó nó bảo vệ. Nó dẫn theo đông nhiều cái phe của nó. Đó. Cho nên sư mới nói là con yên tâm đi. Con á, ăn chay, con niệm Phật, con tin tưởng trời Phật, mà con nghèo khổ là bề trên á, người ta muốn giúp cho con á, về cái đạo đức à, để cho mà con sống. Chứ nếu mà con làm có tiền bạc nhiều quá hả, con không có biết đạo đức đâu à, con tiền bạc nhiều thì con cũng khó tu lắm à. Còn chị con, mẹ con bây giờ thấy tiền bạc nó vô như vậy, nhưng mà rồi cuối cùng không còn đâu. Nói vậy nói thiệt, sư ơi, con thấy mẹ con là đánh bài kiểu bằng thắng người ta, tới lần sau tuôn là hết trơn trụi. Còn chị con đánh đời trúng tiền vô cũng nhiều lắm, sau đó cũng thua là hết trơn. Mà con biểu tin tưởng trời Phật không chịu tin. Mà chữ con hoài à, mày đồ điên, mày đồ khùng, mày đi ra khỏi nhà này đi. Sư mới nói thôi con cứ yên tâm, con ráng nhẫn đi. Chị con, mẹ con có chữ con nhiều, con ráng nhịn nhiều chừng nào con phước đức lớn giờ này, không sao đâu. Không sao đâu. Mà củ quyền thất tổ của con á, độ con. Độ con. Thì nói tới đây rồi á,
Làm sao mà con khổ quá, con tiền bạc con không có, con phải làm sao mà con nằm chiêm bao, con thấy kỳ lắm. Con vô trong cái nhà thờ của quyền á con á, con nằm chiêm bao, con vô nhà thờ của quyền của con thấy sao vắng vẻ, không có ai hết trơn trụi á. Mà con thấy sau đó con mới thấy ông bà cho tiền con mà con không thấy ngự. Tiền xu không, xu hồi xưa đó, cho con tiền xu, con đựng con lấy hai tay con bụng. Cái con giật mình con tỉnh lại à. Cái giờ nói thôi con ơi, cái kiểu con thấy cái này là của quyền thất tổ, con khổ lắm đó. Cho nên dẫn dắt con về trong của quyền mà cho tiền xu mà không thấy ngừ. À, con bụng như vậy á, là của quyền thất tổ. Cho một điềm chiêm bao con biết là của quyền thất tổ, thiếu thốn dữ lắm. Con biết tin tưởng trời Phật của quyền thất tổ mới dẫn dắt con đi tới chỗ đó để mà thấy rõ, rồi cho con tiền. Tức là kêu con phải cho tiền của quyền thất tổ, phải cúng của quyền thất tổ. Chứ của quyền thất tổ con khổ lắm đó nha con. Vậy con cúng đi. Cái này à, con nằm chiêm bao vậy cách nay từng lễ rồi, cho nên mỗi bữa con có mua giấy tiền vàng bạc thì con cúng cho của quyền hết trơn á. Nhưng mà khổ, trước đó con theo Phật con nghe mấy thầy nói đừng có đốt giấy tiền vàng bạc, đốt mà không ai xài được đâu. Đem tiền cúng vô chùa cái tự nhiên của quyền thất tổ mình có tiền à. Nó kể tôi nghe vậy á. Tôi mới nói á, thì mấy thầy nói như vậy. Nhưng mà sư ở đây, sư làm việc vừa qua có những cái vong hồn của nó về nó báo quán người ta. Nó nói con thấy nó có tiền chứ, mà nó thiếu nợ con nhiều lắm mà nó không trả. Nó đem đi bố thí người nghèo, nó đem đi cúng chùa chứ nó không có trả con thì nó trả đi, cho nó trả đi. Còn nợ con mà nó không trả là con cứ đòi, mà cuối cùng con đòi không được con giết cho nó chết luôn. Nó có những nhiều vong hồn nó về nó kể vậy đó. Thầy sư nói cho con nghe à. Thì nó mới nói nếu mà sư ông nói như vậy á, mà con nghe thầy kia ông nói á, con đem tiền vô cúng chùa tự của quyền con có tiền xài à, con có không biết vậy đúng hay sai à. Thì sư mới nói với nó, cho nên bây giờ sư ông nói cho con suy nghĩ đi. Thí dụ giờ con đem tiền con cúng dường cho sư ông, ha, tự tay sư nhận cái tiền của con, sư ông xài hay là sư ông đưa của quyền con? Sư ông xài trơn à, không đưa của quyền con đâu. Phải tự tay con cho của quyền của con thì của quyền con mới nhận xài chứ. Còn đưa qua sư ông hay là con bất cứ con đưa qua tay một người nào khác hay chăng nữa, của quyền con không có gì hết trơn à. Con cứ tự hiểu đi à, tự hiểu đi. Thậm chí bây giờ á, đây nè con nói, sư ông nói cái này con lắng nghe nè. Thậm chí có nhiều người họ cũng phát tâm từ thiện dữ lắm, nhưng họ chỉ mong muốn trực tiếp cho cái người nghèo người khổ thôi, chứ không đưa qua trung gian ai hết á. Họ nghĩ rằng sợ đưa qua trung gian nó lọt kẻ hở hết trơn rồi. Vậy con nghĩ gì sao? Mà con nghĩ có lọt kẻ hở không? Có à. Thì cái này là sao ông để nói cho con nghe thôi. Cho nên á, con phải trực tiếp cho của quyền thất tổ à. Khi mình có đủ phương tiện, đủ khả năng để cho của quyền thất tổ, mình phải trực tiếp mà cho, chứ đừng có qua trung gian. Qua trung gian mờ ớ lắm. Đó, khóc rồi thấy không? Khóc rồi. Cái kiểu này chắc ông nghèo khổ cho con cháu không cho là sao này. Đó. Thì nói những quý vị để thấy. Có nhiều vị nói đốt tiền hình, đốt xe giùm cho cha mẹ ở bên kia âm cảnh. Thôi đừng đốt, không có xài được đâu.
mua xe mua truyền hình cúng dường cho thầy đi, cha mẹ bên kia có xe với có truyền hình xài à. Xin thưa quý vị, đem cúng cho thầy, thầy xài chứ thầy đâu có cho, thầy đâu có cho của quyền mình đâu mà của quyền mình có. Mà nếu thầy cho thì thầy mới đốt cái truyền hình đó, cái xe đó đi, của quyền mình mới xài chứ, mà thầy đâu có dám đốt. Cho nên á, về cái mặt tâm linh có những cái phức tạp vô cùng mà những người mà không chuyên sâu thì không hiểu được đâu. Đó, không có chuyên sâu thì không hiểu đâu. À, thì tôi nói cho quý vị nghe như vậy á, tức là cái kinh Bát Nhã của Phật không mà có mà không. Còn những gì thế gian này hữu hình là hữu hoại, hữu hình là hữu hoại, mình phải hiểu như vậy. À, còn ai sư nói này có ai thắc mắc gì không? Nếu mà quý vị nghe mà sư nói mà mình thấy thấm thía được á thì cho anh tràng pháo tay. À, tiếp tục chiều buổi chiều nay thì có một Phật tử Thiện Tài hỏi, thầy sư sẽ giải đáp về cái câu này. Thưa thầy, con có xem trên YouTube nhân quả báo ứng, có một nhân vật xưng là cậu Trạng. Con xin thầy quan hỷ cho con được biết cậu Trạng là ai và có nhiệm vụ gì ở thế gian này. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, thưa thầy, những người hầu đồng, bóng, rỗi là những người của chính đạo hay tà đạo? Xin thầy quan hỷ giải thích cho con rõ. Con rất cảm ơn thầy. Như vậy thì hai câu hỏi này chắc bà con mình đây thường tiếp cận lắm, đúng không? Gia đình có khó khăn gì cái hay đi cậu Trạng coi. Bạn cậu Trạng nói cho mình biết. Thường thường ta vậy đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cái ngay cái miễu, một cái đình, một cái miễu, đặc biệt là miễu bà thôi. Những ngày cúng cái thì có mấy người bóng rỗi, ngày hậu đồng. Thì cái câu này quý vị hỏi đây là người chánh đạo hay là tà đạo, thì cái này hỏi cũng hay, cũng hay chứ không dở đâu. Cái thứ nhất á, là sư trả lời cái người xưng là cậu Trạng đó đó có nhiệm vụ gì ở thế gian này. Thì sư cũng phương tiện để nói cho quý Phật tử nghe. Cái cậu Trạng á là nói ở bên ấy cõi trời với cõi thánh, chứ không phải nói bên cõi Phật. Cõi trời với bên cõi thánh. Những người mà Trạng đó, tức là họ đã học một khóa học trong thế giới quyền vi về những cái đạo đức, những cái cách thức mà cứu đời ở bên cõi trời và cõi thánh. Sau khi mà ta học mãn cái khóa đó ra rồi á, thì những người đó đó được bề trên cho xuống trần này để nhắc nhở chúng sanh những cái gì đó trong một khu vực nào đó, trong một xóm làng nào đó, mà được đặt cách xuống ở khu vực đó để mà cứu độ chúng sinh. Trong cái sự cứu độ đó tùy theo khả năng của họ. Ví dụ như họ coi bệnh, hoặc giả là họ xem bói để cho mình biết là cái người này bệnh gì, tai nạn sắp tới ra làm sao, để họ mách bảo cho cái người thế gian biết để mà tin, mà cầu nguyện, mà tránh né. Mà thường thường mấy cậu Trạng này là nhỏ tuổi không à, chết nhỏ,
hoặc hư thai, rồi sau đó được Đức Mẹ Diêu Trì Thánh Mẫu thu về trên cho đi học, hoặc giả là Đức Mẹ Lê Sơn Thánh Mẫu thâu về trên cho đi học, hoặc giả Đức Mẹ Nữ Hoa Nương Nương thâu về trên cho đi học, học qua một khóa đó. Có nghĩa là một cái khóa đào tạo về đạo đức, về tư cách của cái người cứu đời. Tôi xin thí dụ như đây mình trần gian vậy đó, là thí dụ như con em mình học ra mà ra trường cái trình độ đại học rồi thì được nhà nước cho đi học một cái khóa về cái gì đó để mà ra phục vụ cho xã hội, thì cái cõi thế giới tâm linh cũng như vậy đó. Đào tạo cái người đó về cái môn pháp nào để mà xuống trần gian này để giúp đỡ cho chúng sinh. Chúng sinh sống ở trần gian này u minh lắm, đa phần là u minh lắm, không biết gì hết trơn á. Cứ rồi cha mẹ sanh ra rồi lớn lên là làm ăn đầu tắt mặt tối á, rồi là kiếm tiền vậy thôi à, chứ không biết nghĩ gì là trời Phật thần thánh thiên liêng hết trơn rồi á. Cho nên bề trên đào tạo một mình nôm na đào tạo một số cán bộ về tâm linh, tức là gọi là trạng đó, thấy không? Nó là trạng đó, cho nên phải nói họ giỏi á. Tôi khi mà nói trạng á, tôi nhớ mà tôi muốn nói một cái cụ thể là cái lúc mà còn nhỏ mà tôi xin đi tu đó, ông già bà già không cho. Bà già mới vô Đông Bà Tri á, coi cái ông cố chính đâu đó, ông cố quỳ á, về cái tên tuổi của tôi. Thì ông cố chính ông mới nói á, cái người này á, đầu tiên là ông chỉ nói thôi, trong nhà bà Cóc có ông Phật lớn lắm, mà sự thật bà đâu có thờ Phật đâu. Mà xin thưa quý vị, không phải tôi nói vậy mà tôi tự xưng, không phải. Tại vì tôi thuật lại ông cố quỳ á, ông Đông Bà Tri nói thôi. Bữa nay không có bà Đăng Ngọc đây, bà Đăng Ngọc á là dâu á của ông cố đó. Cô Nguyệt á là cô giáo bạn với Thiện Bình nè, là con của bà Đăng Ngọc, con gái bà Đăng Ngọc. Ông cố quỳ á, ông nói mà đầu tiên là vô coi gia đạo thôi. Ông cố quỳ ông coi gia đạo, nói nhà bà Cóc có ông Phật lớn lắm, mà có ông nhỏ nữa. Bà già tôi bà đâu có thờ Phật đâu. Ở nhà con đâu có thờ Phật đâu ông cố. Bà nói ậy, để sao bà biết à, tới bà lấy cái tên tuổi tôi ra, bà nói là tôi có thằng con vậy á, mà sao không biết nó có bệnh gì không, có ai rủ ren nó gì không hay không, không biết mà nó cứ đòi đi tu không à. Thì ông cố ông mới nói ta đâu phải con bà đâu, ta là cõi trên ta xuống, ta mượn xác ra ta cứu đời á, bà đừng mà nói nặng nhẹ ta, bà mang tội lắm. Rồi bà chưa tin, đó là ông cố quỳ, ông coi về dịch lý nha. À, mà đây ở Tân Nguyên này ta đồn ổng là coi như Phật sống á, nói đâu là có đó. Rồi bà không tin nữa, bà xuống cầu Trạng ở Biên Hòa chỗ Thành Kèn á. Thành Kèn là có chỗ chi khu của chế độ cũ hồi xưa đó, chỗ Pháp đóng quân á. Cái đó ông Trạng bé, cái bà xuống nhờ coi gia đạo. Cái ông Trạng là phần hồn nhập vô cái xác. Ông mới xuất hồn ra, ông bay lên trên nhà, ông dòm về cái ông nhập vô, ông nói cái nhà bà Cóc lão có hào quang lớn quá, mà có hào quang nhỏ nữa. Bà cũng đâu biết hào quang là cái gì, có đi chùa đâu biết, thấy không? Cái bà cũng nói hào quang là gì à, ông bé, là ông Trạng á. Ông nói hào quang á là có một vì sao trên trời á. À, một vì sao lớn, một vì sao nhỏ, người ta dán xuống cái nhà của bà đó, cái sao này người ta ra người ta cứu đời. À, cái bà mới lấy tên tuổi tôi ra bà coi. Cái cậu Trạng cậu nói á, bà có ngăn cản người ta thấy mấy đi chăng nữa, rồi tới ngày giờ bề trên định người ta cũng bỏ bà người ta ra đi thôi à. Nhưng mà bà đừng nói nhặn nhẹ, người ta nghe nói nặng nhẹ người ta mang tội lắm á. Trước đó thì quý vị biết không, tôi đi học mà về tôi mua chao tương để dành ở nhà tôi ăn, chứ tôi không ăn mặn nữa. Tự động, tự nguyện, tự giác thôi à. Thậm chí bà già, bà đem thịt đem cá bà ép ăn. Mà mỗi lần giấu chao tương tôi hết trơn, tôi ăn gì quý vị biết không?
tôi lấy muối hột tôi đâm với ớt hiểm tôi ăn, trời ơi mà ăn nó ngon cái hồn vậy đó. Ăn càng ngày mà mặt nó hồng hào luôn nữa đó. Tới chừng bà coi hai ông thầy về cậu trạng á, về bà hết dám cấm tôi ăn chao tương, bà không dám giấu nữa, mà ngược lại bà nấu đồ chay cho tôi ăn. Rồi biết sao, bà sắm đồ đẹp đồ này kia nọ, nón đồ dài cho ngon lành, dụ dỗ ở nhà. Bị nghe nói vậy đó, ai dè đâu. Tới ngày giờ tôi bỏ nhà trốn ra đi, đi tu tới bây giờ. Mà thật sự ra tôi tu, tôi cũng đâu tính tôi làm Phật làm gì. Mình đâu có tính gì đâu, mình chỉ tu cho giải thoát thôi, mình cũng vậy thôi, mình chỉ muốn tu vậy thôi à. Chứ cũng con khờ. À, rồi tu á, mà điều đúng ra thì tôi nói thật Phật tử, tôi quyết liệt lắm. Phải tu, phải có, phải tu như thế nào để sau này cứu độ chúng sinh. Chứ đâu phải vô chùa ăn không ngồi rồi đâu, hưởng của đằng na bá tánh đâu. Phải tham thiền nhập định, quyết liệt, chết bỏ. À. Bởi vậy thành thử sau này mới hiểu được chút đỉnh, giờ nói chuyện Phật tử nghe đó. Chứ tôi cũng không có cầu làm mà mong làm Phật, mà mình tính làm Phật làm gì chứ. Mà thiệt bây giờ tôi cũng thấy tôi không có Phật gì hết trơn á. Tôi chỉ là tôi muôn thở thôi. Giờ mình muốn nói sự thật để cho bà con mình nghe để mà tu thôi. Tôi cũng không muốn làm cái gì hết trơn. Mà có muốn cũng không được. Thành thôi, giờ cứ tới giờ cơm ăn, là tới giờ giảng là dạy thì nói, rồi tới giờ mà đi sửa điện vậy cứ làm. Quý vị thấy tôi tuổi như thế này nè, mà nhiều Phật tử ở xa tới không biết tôi. Bây giờ trên mạng thì họ thấy họ biết đó. Có nhiều người lại thấy tôi vì tôi đang sửa điện, tôi leo lên cột sửa điện, vân vân. Còn lúc trước thì mấy ông sư kia, mấy ông này thì không có. Mấy ông sư kia nhỏ nhỏ tuổi đệ tử tôi mà, họ tới thấy mấy ông tưởng đâu là thầy trụ trì không à. Còn tôi gặp tôi trước ở quầy đâu, quầy cổng quầy cửa đó, nói kêu tôi ông công quả không à. À, lại họ hỏi thầy ơi thầy, thầy trụ trì ở đâu thầy? Tôi nói thầy trụ trì trỏng. Tới dần vô hỏi trong này mấy ông đệ tử tôi, nói thầy tôi về trước á. Tới dần ra gặp tôi ngỡ ngàng, ai về tôi thầy của đệ tử tôi. À, không? Đó. Thật sự ra những người á mà họ tu mà họ cầu danh á thì nó khác. Họ cầu danh cầu lợi khác, cầu tôi không có cầu danh, cũng không cầu lợi nữa. Mà danh lợi là cái gì mà cầu? Mà đúng đó quý vị, mình sống sợ mình không làm được, giúp đỡ được bà con thôi. Chứ còn cái danh với cái lợi không là cái gì đâu. Quý vị nhìn kỹ hồi xưa, ngược dòng thời gian đi, có những người mà họ đi trên trời không á, sau này họ đi, họ bò dưới đất không à. Còn có những người hồi xưa họ bò dưới đất mà bây giờ họ ngồi trên ghế cao không à. Quý vị nhìn thấy biết cái cuộc đời mà nó không tồn tại cho mình bất cứ một cái gì á, trên cõi đời này nó chỉ còn tồn tại một cái thôi, đạo đức lòng người. Nó chỉ tồn tại cái đạo đức lòng người thôi. Cho nên á, tôi nói với mấy đệ tử tôi, khi mà xuất gia tu hành rồi á thì mình phải có một cái tâm hồn bình thản. Đừng quá tôn trọng cái danh dự, danh vị chức quyền giàu có, mà cũng đừng khinh chơi những người nghèo khổ dốt nát vô minh. Mình mà có cái tâm bất thường thì chứng minh rằng mình không có đạo đức. Mà con người có đạo đức thì ở đâu cũng bình hết trơn á, người giàu cũng như nghèo. Cho nên ở đây tôi cũng nói thẳng với Phật tử thì nè, ví dụ bà Ngọc An, cô Tịnh này kia nọ vân vân, mấy bà cũng lớn tuổi già rồi, mà mấy bà bạch với sư, bạch sư con làm này con làm kia, nhưng mà tôi không hề kêu mấy bà bằng con. Dầu muốn dầu không, cái tâm Phật bà cũng giống tâm Phật sư. Mặc dầu bà cư sĩ nhưng mà sư là xuất gia, nhưng mà vì kính đạo bà xưng với sư là con. Nhưng mà không sư gì lẽ đó mà sư kêu bà bằng con.
Vì sư có đẻ bà được đâu. Nhưng mà ngược lại bây giờ có một số tăng ni trẻ tuổi tu không tới đâu hết á, cũng chưa hiểu gì là chánh pháp của nhà Phật, đáng cha đáng mẹ mình mà vô kêu con không à, đáng cha đáng mẹ mình vô kêu con không à. Vậy là sao? Mình nói xin lỗi nha, tôi xin lỗi chư tăng ni á, và xin lỗi Phật tử luôn, nói câu nói đó là lậm ngôn đó, lậm ngôn. Mình là cái gì mà kêu mấy ông già bà già này bằng con? Nhưng bà tốt nè, bà già vậy nè, phải qua đây mới xưng sư bằng con. Mà sư, bà có nghe khi nào sư kêu bà bằng con không? Không có. Như chi thí này nè, sư cũng kêu bằng cô không à. Có khi một hai khi nào đó sư mới nói con thôi, một hai khi nào thôi chứ không phải là kêu hoài. Nhưng mà sư đẻ nó được không? Hai đứa này nè, đẻ được hết trơn cái gì. Quý vị thấy chưa? Cho nên cuộc đời con người sống đừng ỷ lại trong cái danh vị của mình, mà cũng đừng tự ti mặc cảm, đừng tự ti mặc cảm với những người xung quanh. Mình cứ sống bình thản, bình thản là tốt nhất, tốt nhất. Mà đó là đạo đức con người, đạo đức của một con người. Hả? Thì tôi trở lại vấn đề hồi nãy nói về cậu Trạng. Bây giờ trả lời cái người hầu đồng bóng rổi là những người chính đạo hay là tà đạo. Xin thưa quý vị, trên đời này tôi khẳng định một câu tuyệt đối luôn ha. Quý vị lắng nghe nha chưa? Tôi khẳng định một câu tuyệt đối, người nào sống mà giúp ích cho nhân loại, giúp ích cho mọi người xung quanh, giải khổ cho mọi người xung quanh là chánh. Ngược lại phá hại giết hại người ta là tà. Ừ, là tà hết. Nhưng mà cái chánh nó đứng trong một góc độ này, hoặc đứng góc độ kia, đứng góc độ nọ, mà giúp ích mọi người mọi chúng sinh là chánh, mà giết hại mọi người mọi chúng sinh là tà. Nhớ nha, cái này là tôi nói một câu dứt khoát. Chứ đừng nói tôi tu đạo Phật là chánh, còn anh tu cái đạo ông bà lên xuống là tà. Tầm bậy á, cái đó là tầm bậy á. Bởi vì có những cái giới mà như quý vị vậy á, theo sư quy y đạo Phật, là quý vị có đủ những cái nhân duyên để gần gũi Tam Bảo, gần gũi sư, gần gũi những quý thầy mấy chùa khác, là mình tu theo chánh đạo, là chánh đạo của đạo Phật, trong cái góc độ là đạo Phật. Nhưng mà giả sử có những người mà ta theo cái đạo ẩn áp, mà ta cứu độ chúng sinh, ta cũng là chánh đó, nhưng mà chánh trong cái cương vị của người ta. Thấy không? Sao mình nói người ta tà được? Chừng nào mà ta giết người, ta cốt củ á, là người ta tà. Con này ta cũng giúp đời mà, sao nói tà được? Thấy không? Cái này á, khẳng định một câu tuyệt đối. Giờ cho quý vị có một cái, có một cái tư duy. Bởi tôi nói trong đời này á, không phải riêng những vị Phật Bồ Tát xuống trần này cứu dân độ thế không đâu. Cái cõi trời cũng có xuống, cái cõi thánh cũng có xuống, cõi thần cũng có xuống để cứu đời nữa. Thậm chí những con ma quỷ mà mình nói nó ác, nó tà đó, nhưng mà nó cũng cứu đời, đó là hành động chánh của nó đó. Nó lập công bồi đức để sau này nó được mau tiến hóa, được về cõi trời của Phật. Đó, quý vị thấy ngoài này là tôi thờ, tôi đắp cái tượng Quan Âm ngoài này bằng đá, và chỗ cái núi đó, quấn con rắn bảy đầu đó, thấy chưa? Vậy con rắn đó là cái gì đây? Quý vị thấy tưởng nhận cho tôi căn cứ theo lịch sử của Phật mà có bảy con rắn bảy đầu hay là gì đó hầu Phật. Không phải, đây là chuyện của tôi. Hồi xưa đó, có cái cô nọ ở Tân Dạng, cổ tự nhiên cái cổ ứng linh của chữ bệnh rất là siêu. Được 2 năm trời thì sau đó cổ phát của bệnh. Cổ bệnh mà cái đầu cổ cứ gục vậy không à,
có kéo lên rồi cũng gục xuống. Bà má cổ chở đi các bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh trị không hết, rồi dẫn chữa đi thầy bà cũng không hết luôn. Tôi nhớ dường như trong cái truyện ký Phương Nam tôi có để tên cho cô đó là Lâm Kim Phụng. Lâm Kim Phụng. Cái bữa đó, buổi sớm mơ mà trời mưa, con đường Bạch Đằng này nè, từ ở bến đò Bạch Đằng mà chạy qua đây á, lúc đó bà con mình ở khu vực này họ gọi là con đường gì quý vị biết không? Con đường Kinh Hoàng. Bị con đường đất mới đắp á, sình lầy không, đi xe không đa hay là đi xe đạp là nó dính, đi không có được. Còn đi bộ nó trơn trượt, nó té nữa, nó gọi là con đường Kinh Hoàng. Bây giờ trắng nhựa đẹp hết rồi. Đó. Ông nọ khoảng chừng 60, ông chở bà vợ cũng khoảng tuổi đó. Vô đây té lắm lem. Tôi thấy vậy thôi, ông dựng xe đi rồi đi tắm rửa cho sạch sẽ đi, vô đi tôi hỏi thăm là cái gì. Hả? Thì tắm rửa xong, tắm rửa xong rồi thì tôi hỏi tìm tôi có chuyện gì. Thì ổng mới xin lỗi tôi lộn, kể này hơi lộn rồi. Cô Lâm Kim Phụng là trẻ tuổi, còn hai ông bà này á là tôi nói lộn qua cái vụ mà Lý Hài Nhi làm bể chén ngọc ở trên trời á, rồi bị đọ, bị phạt, mẹ Diêu Trì phạt xuống ba kiếp khổ sở đó, tôi lộn qua cái chuyện kia rồi. Cô Lâm Kim Phụng này nè, thì như vậy làm bữa dường như là ba mẹ cổ chở lên. Thầy lên sư rồi cái tự nhiên cái rồi cái phần căn nọ nó ứng lên, nó khai là đầu tiên nó nói, nó là Na Tra Thái Tử. Ồ, Na Tra Thái Tử rồi đi đâu đây, mà sao mượn xác ta chi vậy? Phải nói thật nha, tới sư ông rồi phải nói thật á, chứ còn mà nói dối là bị đòn chết á, bị phạt á. Cái nó mới nói khai thiệt á, sư ông ơi, con là Bạch Cốt Tinh, con là Bạch Cốt Tinh, là đệ tử của Hoằng Đạo Thiên Tinh. Ủa vậy con là Bạch Cốt Tinh như vậy là cái gì? Con là con chuột bạch thành tinh, con tu 3000 thế kỷ, bây giờ con hiện hình người được rồi. Nhưng mà con á, con nghe nói cái đời mạt kiếp sắp hết rồi, cho nên con xin thầy con xuống trần gian này, con mượn xác con cứu đời để con lập công bồi đức, sau này con được đầu thai làm người luôn. Mà thầy con không cho, thầy con là Hoằng Đạo Thiên Tinh, nói thôi con cứ ráng con tu đi con, rồi từ từ á, rồi con đủ phước đức con đầu thai làm người thôi, chứ không có dội gì hết á. Nhưng mà con không nghe, con trốn thầy con xuống, con mượn cái xác Lâm Kim Phụng này đi con cứu đời. Vừa qua con trị cũng nhiều cái bệnh, nó kết quả lắm, tốt lắm. Nhưng mà có cái bệnh nọ ở ngoài xa lộ á, ở chỗ ngoài xa lộ, ở chỗ ở chỗ mà Tân Giảng mà đi ra đó, có cái chú kia kìa, chú bệnh rồi bị các đảng nó phá, thì con mới đuổi nó đi. Con kêu cái chú đó phải về ăn chay, phải niệm Phật, chứ còn không á thì sau này á là bị nó hại chết á. Nhưng mà chú nghe, chú về chú không làm, cho nên nó là chú bị các đảng nó xô chết rồi, xô xe chết. Bây giờ chú chết xuống dưới, chú nói con trù chú. Chú báo cáo với Diêm Vương, chú nói con trù chú chết, cho nên chú bị chết. Đó.
Thì bây giờ á, mẹ Quan Âm á mới sai ông Quan Công, ông mặt đỏ đó, râu dài á, chém con đứt đầu, phạt con đứt đầu. Từ lâu ba mẹ nữ này chở đi bệnh viện trị không hết, mà thầy bà có không ai cứu con được hết trơn á. Nay á mẹ Quan Âm chuyển á, khiến cho con phải lên đây tìm sư ông ráp đầu cho con. À, thì thế là nó nghe nó kể á, thì cũng tội nghiệp sư mới ráp đầu cho nó lành lặn lại hết. Nó nói con chữa bệnh con xưng là Na Tra Thái Tử phải không? Nó dạ phải. Tại sao con dám xưng Na Tra Thái Tử? Na Tra nó quýnh con chết còn gì? Nó nói à, con có xin mẹ Quan Âm. Mẹ Quan Âm nói ờ thôi con cái mượn cái danh hiệu Na Tra đi, thì ma quỷ nó mới sợ, thì con trị bệnh cũng hết nhiều người lắm. Hôm nay vì lý do đó con bị đứt đầu, rồi sư ông cứu con. Thế nói thôi thì con theo sư ông con tu đi, sư đặt pháp danh con là Thiện Bạch. Vì nó là Bạch Cốt Tinh á, cho nên sư đặt nó là Thiện Bạch luôn. Thì sau khi giải quyết Thiện Bạch này thì bây giờ con rắn bảy đầu xuất hiện. Nó cũng mượn cái xác này nè, Lâm Kim Phụng nè, nó cũng cứu đời. Nó hiện ra. Cái sư hỏi con là con rắn có bảy cái đầu, mà lý do nào con theo cái xác này? Nói thì con thấy Bạch Cốt Tinh nó mượn xác nó cứu đời, nó xưng Na Tra, thì con cũng biết á, cái đời mạt kiếp rồi con cũng lập công bồi đức. Cho nên á, khi Na Tra đi, khi mà Bạch Cốt đi đâu khỏi, con cũng dựa vô con xưng con là Na Tra luôn. Cái vậy đấy chưa? À, nó cũng xưng Na Tra luôn à. À, để con cũng cứu đời, sau này con á là được đầu thai làm người lại. À, quý vị thấy chưa, những con thú nó muốn làm người lắm, đâu phải dễ quý vị. Cho sư hỏi vậy con tu mấy ngàn năm mà con được hiện hình người được? Nói con tu trên 5.000 thế kỷ. Hỏi con ở đâu mà con tu 5.000 thế kỷ mà hiện hình người được, mà bây giờ con theo đây? Nói dạ con ở chỗ cái sông mà cái ông già hồi xưa mà ông ngồi ông câu á, tức là sông Dị á, cái cục đá nằm dưới lòng sông đó, đó nó hiện hình hiện tướng là con rắn bảy cái đầu. Con á, ở đó mà thụ hình ở đó, âm dương con cái hiện hồn được đó, thì con mới lên. À, con lên như vậy là con hiện hình người được luôn. Con hiện hình người là một cô gái đẹp, con đi phá mấy chàng trai quá chừng, gặp mấy thằng nào mà dê á hả, con giật nó chết luôn. Nó nói vậy đó. À, rồi con giật ta chết con không bị phạt á? Con bị chứ. Con giật chết sau này trên Ngọc Hoàng Thượng Đế sai người đi kiếm bắt con giam địa ngục luôn. Rồi á, giam địa ngục á là cả trăm năm luôn á. Giờ thả con lên như vậy. Con cũng xin cho con lên đi, đặng mà con á là đi lập công bồi đức, để sau này con đầu thai làm người luôn, con không có phá hại ai nữa đâu. Ở dưới mới cho con lên. Nó cho con lên thì con thấy Bạch Cốt Tinh nó mượn xác Lâm Kim Phụng cứu đời, con cũng vô con cũng mượn luôn, con cũng xưng Na Tra luôn. Nó ồ vậy con là con rắn tinh mà con có phép tắc gì mà con cứu đời? Nói sư ông ơi, con đâu có phép tắc gì. Khi mà vấn đề mấy bệnh mà bệnh tà họ lợi đó, cái con hiện hình rắn bãi đầu của nó sợ, nó chạy người ta hết bệnh rồi. Hỏi là mấy quỷ dữ nó có nanh rồi con làm sao? Nói mấy quỷ dữ mà nó có nanh á, con hiện ra con rắn bãi có đầu le lử ra, nó quản hồn cũng dâm luôn, thành ta hết bệnh. À, cuối cùng người sư muốn khuyên nó, thôi giờ con á, con theo sư ông con tu đi, đừng có mượn xác nữa. Rồi sư ở đây là sư ông chuyển kiếp cho con làm người luôn, con phải khỏi tu. Nói thôi sư ông để cho con tu từ từ, thì con sau này con đầu thai làm người luôn. Nói thế là nó xin là để cho nó tu từ từ chứ khỏi chuyển kiếp liền. Còn Thiện Bạch thì chuyển kiếp người liền cho nó. À, còn con rắn bãi đầu nó không chịu, nó để tu từ từ.
Bây giờ sư mới đắp cái tượng Quan Âm á, đắp cái hình nó để nó hầu Quan Âm, sau này nó làm kiếp người. Đó là tôi nói ví dụ đó cho quý vị nghe. Cho nên những con thú mà nó còn ham tu như vậy đó, để lên làm người tu để mau thành tiên thành Phật. Mình nhờ con người mà mình không tu thì quá uổng rồi, phải không? Quá uổng kiếp. Đó. À thì khi mà nó cứu đời nó cũng là chánh nghĩa đó, mặc dầu nó là thú, phải không? Quý vị đã coi, từng coi những con vật nó có tánh người mà nó còn hơn con người nữa. Quý vị coi trên miền trên YouTube á, con chó của chủ mà con nhỏ người ta té xong rồi nó lội ra nó vớt vô đó, thấy không? Vân vân vậy, vân vân. Cho nên đừng có nói con thú nó là thua mình nha. Có nhiều con thú nó thua, nó hơn loài người mình luôn á. Nó là có lòng nhân á. À, bởi vậy cho nên mình biết tu theo đạo Phật rồi, cái thứ nhất, cái thứ hai mình biết là mỗi chúng sanh đều có linh hồn giống nhau. Mỗi chúng sanh không riêng loài người mà loài thú đều có tánh Phật hết. Cho nên mình ai phát tâm ăn chay trường được là mừng cho người đó. Còn ai không ăn chay trường được thì mình ăn chay kỳ. Hoặc giả không ăn chay kỳ nổi nữa thì thôi ráng ăn 2 ngày sóc vọng thôi, rằm 30 thôi. Để mình sửa tâm tánh mình lần, mình thương chúng sinh, thương chúng sinh. Mình không ăn thịt nó thì sau này nó không có báo oán trả thù mình. Đó. Thấy không? Đó. Mình thể hiện cái đạo đức lòng mình đối tất cả muôn loài vạn vật thì như vậy mình đúng là một cái tín đồ của Phật giáo chân chính. Và hôm nay quý vị mà thọ Bồ Tát giới rồi đó thì quý vị trở thành là gì? Là cận sự của Phật giáo, Phật pháp của Tam Bảo. Mà cận sự là gì? Trong cái kinh Phật gọi là U Bà Tắc, U Bà Di. U Bà Tắc là người nam, U Bà Di là người nữ, là gọi là người cận sự Phật pháp. À, cho nên là nói về vấn đề trong cái 10 giới, 8 giới, 6 giới trọng và 28 giới khinh đó đó. Trong đó đặc biệt là sư nhắc cho Phật tử cái chỗ mà tùy tiện bố thí. Bởi vì mình sống nơi thế gian á, mình cũng có phước thì mình phải bố thí. Nhưng cái bố thí mình tùy duyên nha. Tùy duyên, tùy tiện. Chứ không phải á, mình cứ tu rồi cứ nghĩ bố thí được phước, trong khi mẹ ở nhà không nuôi, con không lo cho ăn học, không lo quần áo nó bận, để mũi cắn không có mùng, mà tiền để đem cúng chùa. Cái này sai nha. Không đúng đâu nha. Giàu muốn giàu không á, bây giờ sư lấy cái tư cách sư nói thôi. Thấy không? Thí dụ như sư nè, mà khi á, đặc biệt là Phật tử tới lui cũng thân cận sư đó chứ, thấy không? Nhưng mà ví dụ giờ đệ tử sư ở đây mà nó bệnh, rồi Phật tử cũng bệnh, sư đưa ai đi bệnh viện trước? Cái người gần phải đưa trước chứ, cái người xa đưa sao, phải không? Quý vị cũng vậy nữa. Trong gia đình mình có việc mình phải lo trong gia đình mình trước, rồi lo Tam Bảo sao. Mặc dầu mình cũng lo, nhưng mà cái cận nhất là mình phải lo trước. Phải hiểu như vậy đó. Chứ đừng nói tôi quy y Phật Pháp Tăng rồi, tôi là con của Phật, cái gì cũng đi cúng chùa. Mẹ nhà không lo, chồng con không lo nấu cơm cho ăn, bỏ đi chùa cho có phước. Phước ở đâu? Nói về nó không có cơm ăn, nói chữ tư bờ, nói chữ lây tới mấy ông thầy nữa. Phước đâu không thấy mà tội không à? Phải lo cho gia đình trước chứ, thấy không? Tôi hay nói thẳng lắm, còn nói xin lỗi, nói thẳng Phật tử. Thí dụ như sư là thầy nè, Phật tử có trách nhiệm cúng dường sư hay là lo cho sư, thì Phật tử đương nhiên là cận sự nam cận sự nữ có trách nhiệm rồi, lo cho sư trưởng đó. Nhưng mà cái này là xin lỗi nghe không? Thí dụ như á, cô này không lo cho sư, còn có chú khác. Còn có chú khác, vì Phật tử nhiều mà.
Cho nên cái chuyện của mình cấp bách mình phải lo trước, phải nhớ như vậy đó. Đó. Chứ đừng nó đi chùa quy y thọ giới rồi cái gì cũng chùa không à. Rồi thậm chí thêm ở chỗ này nữa nè, ông sư tu thì ông ngồi niệm Phật từ bi tham thiền nhập định, để cho đắc đạo đi cứu độ chúng sanh. Còn mình là tại gia cư sĩ, mình còn nhiều trách nhiệm lắm. Trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với xã hội, trách nhiệm với tổ quốc. Đừng có bắt chước mấy ông sư mà ngồi niệm Phật. Niệm Phật có giờ, giờ nào niệm Phật thì cứ niệm, mà giờ nào rút gom thì cứ rút gom. Mình còn gia đình mà, mình còn ảnh hưởng xã hội mà, mình còn ảnh hưởng tổ quốc mà, chứ đâu như ông sư. Ông sư bây giờ á, thật ra khi mà buông bỏ tất cả mà đi tu thì không còn nghĩ gì, kể cả cái xác mình cũng không, chết sống cũng không cần nữa, ông buông bỏ hết trơn rồi. Nhưng mà Phật tử mình đâu có buông bỏ được, Phật tử mình đâu có buông bỏ được. Cái tình thương mình còn đậm đà với gia đình lắm, với xã hội lắm, với tổ quốc lắm, thì mình phải có trách nhiệm. Tu là tu nhưng mà mình phải thấy trách nhiệm mình ở đâu. Mình đặt, đừng bao giờ đặt mình là người cư sĩ mà trách nhiệm mình như người xuất gia. Mà ngược lại, mấy vị xuất gia đây đừng bao giờ đặt mình trong trách nhiệm như người cư sĩ. Nó khác nhau rồi. Bởi vậy cho nên á, nhiều người hiểu lầm, nhiều người hiểu lầm Phật giáo lắm, hiểu lầm Phật giáo lắm. Phật giáo tu từ bi, từ bi, từ bi, từ bi. Từ bi là đúng đó, nhưng mà lúc nào từ bi, lúc nào không từ bi, mình phải biết chứ. Giờ không lẽ từ bi à, thí dụ như sư giờ nè, đi ngang cái chỗ đó có cái bẫy, mình từ bi, mình đi ngang đó, mình không sụp bẫy, mình không sụp bẫy. Nhưng mà giờ thấy cái bẫy đó sẽ có người vướng, không có người vướng thì cũng có con thú nó vướng, thì bây giờ mình nên gỡ cái bẫy đó, hay là mình từ bi bây giờ tạo nghiệp ông đó nghèo khổ, ông mới gầy bẫy, ông bắt thú này cái nọ đó, giờ mình gỡ cái bẫy mình dẹp đi thì cái bữa đó ông không có thịt, thì ông không có tiền mua gạo, ông ăn vậy ông đói tàu nghiệp thôi, cái bẫy thấy vậy cứ để vậy đi. Như vậy thì mình thấy cái bẫy mà mình không gỡ bỏ cái bẫy, để cho những con thú nó dính, hoặc giả là để cho người khác nó dính, vậy mình có từ bi không? Từ bi ở chỗ nào? Mình thương một người đó, họ đói họ gầy bẫy, mà rồi cái bẫy này sẽ vướng người hay là vướng thú, vậy mình từ bi với cái ông gầy bẫy, mình có từ bi với cái người sẽ vướng không? Vướng bẫy vướng thú không? Thấy không? Cho nên mình phải đặt lại vấn đề mình từ bi như thế nào đây cho đúng chỗ. Phải đặt lại vấn đề mình từ bi chỗ nào cho đúng chỗ theo đạo Phật. Chứ nếu mà mình từ bi mà nói cách chung chung á, mà Phật tử mình bây giờ thì cũng rất đông nhiều, mình cứ nói ngồi niệm Phật, niệm Phật tôi, đừng nghĩ chuyện thế gian, không đúng. Phật tử là người thế gian, chứ Phật tử không phải gì, không phải xuất gia như mấy sư đâu. Thì tôi cắt nghĩa phương tiện đại khái thôi. Chứ còn bà con mình khi mà mình học Phật thì mình phải có cái tư duy, phải quan sát cái nào đúng, cái nào sai. Đừng có dội cho mấy bà là cốt đồng, họ cho mượn cái xác để kêu một cái vong hồn nào gì cứu đời. Mấy cái xác này là tà đạo hết rồi. Hoặc giả là mấy cậu trạng ở trên mà xuống mượn cái xác người nào đó để mà coi giúp cho đời, mấy cậu trạng này tà đạo rồi, không đúng. Nói tóm lại là ai là người cứu đời, cứu chúng sinh thì đó là làm việc chánh đạo hết. Dầu đó là con rắn, như tôi phải nói, dầu đó là một con chuột, chuột bạch, mà nó cứu đời, nó cũng là chánh nghĩa đó. Còn con người mình mà nếu gian ác hại người,
thì là tà hết trơn rồi. Cốt xác ngừ thiệt nhưng mà tâm tà. Ở đây sư muốn nói về cái tâm chứ sư không nói về cái tướng nữa. Biết bao nhiêu con vật mà tâm hồn nó là người, là thánh, là tiên, là Phật. Biết bao nhiêu con ngừ, xác ngừ rõ ràng mà tâm hồn là ma quỷ yêu tinh, hại đời phá thế. Thấy không? Đây là nói tâm thôi chứ không nói tướng nữa. Thời giờ có hạn, trước khi dứt lời, một lần nữa cầu nguyện Hồng Ân Tâm Bảo hộ pháp chư thiên gia hộ cho tất cả quý Phật tử thân tâm an lạc, tu hiệu tinh tấn, và mỗi kỳ thọ bát thì cố gắng về để nghe hiểu Phật pháp trên bước đường tu nhân.